Ơi, 8XKTV xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một video clip để chia sẻ đến cho các bạn một ứng dụng rất là hay, rất là bổ ích ha. Ứng dụng này thì rất là phù hợp cho 18 cộng cũng như là các em dưới 18 cộng ha. Đó, đặc biệt là các em thiếu nhi nha các bạn. Đó, đang trong lứa tuổi mà tiếp cận với tiếng Anh ha, thì rất là thích hợp với các em các cháu này ha. Ứng dụng này thì nó sẽ giúp cho các bạn cũng như là các em thiếu nhi là có thể là vừa chơi và vừa rèn luyện được cái kỹ năng tiếng Anh của mình nha các bạn. Đó, xin giới thiệu các bạn, đó chính là ứng dụng Animo 4D cộng nha các bạn. Rồi, để sử dụng được ứng dụng này thì tất nhiên các bạn phải tải về, thì nó có trên nền tảng iOS cũng như là Android nha các bạn. Rồi các bạn mở điện thoại lên và vào kho ứng dụng để tải ứng dụng này các bạn. Rồi các bạn vô kho ứng dụng, nhập từ khóa là Animo 4D nha các bạn. Đây đây là mình có tìm trước nè, cho nên là nó hiện ở cái nhật ký nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vô Animo 4D. Rồi đúng là chính xác là Animo 4D cộng nha các bạn, là cái avatar của nó hình là như vậy đó. Rồi các bạn nhấn nút cài đặt để tải cái ứng dụng này về cài cho máy các bạn. Rồi các bạn chờ trong giây lát để download về máy và cài đặt các bạn. Điện thoại của mình nó đã tải về xong và nó đang trong quá trình cài đặt. Để sử dụng ứng dụng này á, thì đòi hỏi là chúng ta phải sử dụng hai điện thoại hoặc là một điện thoại, một máy tính bảng. Còn không thì nếu như nhà các bạn có máy in á, thì các bạn sẽ tải những cái hình ảnh này về rồi các bạn in ra mới sử dụng được các bạn, chứ sử dụng đơn thuần một cái điện thoại là không được các bạn. Rồi, sau khi ứng dụng của chúng ta đã cài đặt xong thì chúng ta sẽ mở ứng dụng lên. Đầu tiên là nó yêu cầu quyền truy cập bộ nhớ trong của điện thoại các bạn. Các bạn cho phép hết các bạn. Cho nó ghi âm luôn. Ok. Nhấn ok lần nữa. Rồi, chúng ta sẽ đợi cho cái ứng dụng của chúng ta nó chạy lần đầu tiên, nó download những cái dữ liệu của nó về để nó chạy được ứng dụng các bạn. Đó. Lần đầu tiên mở ứng dụng này nó sẽ hơi lâu các bạn. Các bạn chịu khó chờ một tí nha. Rồi. Các bạn nhấn vô cái nút bạn nhấn vô cái nút X trên đỉnh các bạn, như X đó. Rồi thì cái ứng dụng này á, nó sẽ cung cấp cho chúng ta là vừa có chức năng là chụp ảnh được cũng như là quay cái video mà hiệu ứng những cái con thú các bạn ha, để lưu lại ha. Đấy thì bây giờ để sử dụng ứng dụng này thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái điện thoại di động nha các bạn. Đó, sử dụng một thêm một điện thoại di động, các bạn mà có máy tính bảng á, iPad á, thì nó tuyệt vời hơn nữa. Đó, thì cái hình sẽ lớn thì sẽ tạo hiệu ứng con vật 3D lớn hơn nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái điện thoại này lên là mình để sử dụng được, thì các bạn bắt buộc phải tải cái ảnh Animo 4D về nha các bạn. Đó, phải tải về máy để thì mình mới hiện lên được. Rồi các bạn có thể là tải về máy luôn cũng được. Doggy. Dog. Đó. Đó.
Husky. Rất là dễ thương. Dog. Rồi, các bạn nhìn lên cái màn hình này, các bạn sẽ thấy là ở cạnh. Dog. Monkey. Horse. Pig. Cow. No. Cow. No. Lion. Kangaroo. Giraffe. Rabbit. Elephant. Bear. Elephant. Frog. Iguana. Snake.
Turtle. Jellyfish. Iguana. Yak. Các bạn muốn để dễ sử dụng thì mình khuyên các bạn là nên download những cái hình Animo 4D cộng nó về trên máy hoặc là trên máy tính bảng hoặc là iPad của các bạn đó. Rồi các bạn mở ra cho mấy em nhỏ thiếu nhi của mình á, là mấy em đó học rất là nó sẽ tiện hơn là mình lên mạng mình kiếm các bạn, tại vì mình á là mình sử dụng điện thoại mình lên mạng mình kiếm cho nó lẹ thôi ha. Còn các bạn muốn cho các em nhỏ mình nó dễ sử dụng thì các bạn nên tải về máy sẵn nha các bạn đó. Mình lựa ra nhiều con vật á mình tải về ha. Các em của chúng ta nó dễ sử dụng rồi. Ứng dụng này thì nó rất là bổ ích cho các em nhỏ, là vừa có thể rèn luyện được kỹ năng tiếng Anh của mình ha, là nhìn thấy được cái con vật 3D ha, là rất sống động, rồi trong đó là nó có tiếng của người nước ngoài, người ta đọc cái tên của cái con vật đó luôn các bạn, thì các em nhỏ của mình sẽ tập đọc theo rồi biết được cái con vật đó là tiếng Anh của nó là như vậy luôn, thì nó sẽ rất là có ích cho các em rèn luyện kỹ năng tiếng Anh của mình, ngôn ngữ của mình. Đó. Rồi video của mình đến đây là kết thúc ha. Chúc các bạn thành công ha, cũng như là giúp cho các em nhỏ của mình là ngày càng học tiếng Anh tốt hơn nha các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích thì các bạn nhớ nhấn nút like, share cũng như đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nha các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.